Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, Võ Hoàng Yến bất ngờ xuất hiện trên sàn catwalk và tham gia Vietnam Next Top Model với vai trò giám khảo. Cũng trong lần trở lại này, cô chia sẻ về một vai trò mới gắn liền với sự nghiệp người mẫu. Yến là một người có thành công quá sớm. Thành công từ năm 19 tuổi và nó thành công rất là thành công. Và khi một người mà thành công quá sớm thì chắc chắn họ sẽ không nhận được đó là thành công của họ, mà họ chỉ nghĩ là dĩ nhiên tôi phải có điều này. Không phải riêng chị Yến mà tất cả những ai mà có thành công đến với họ quá nhanh, họ cũng sẽ hiện nghĩ giống Yến. Đối với những người mà họ phải tự tìm đến thành công, hoặc là họ phải qua thời gian, họ bỏ công sức, họ rèn luyện, họ qua và khổ luyện nữa kìa, để mà đạt được thành công, họ sẽ biết cách nắm giữ nó. Tuy nhiên đối với Yến cảm thấy là nó quá đơn giản đối với mình, thì mình nói là cái gì dễ đến sẽ dễ đi. Và khi dễ đi rồi thì mình phải cảm thấy là hụt hẫng có, nhưng mà quá trình đó mình phải làm gì? Bởi vì mình phải nhận ra được rằng bởi vì đến với thành công đến với mình quá dễ, cho nên là mình phải học lại từ đầu để mà mình bước đi, là làm sao mình có thể vươn đến được thành công đó bằng chính những gì mình đang thể hiện, bằng chính những gì mình đang học và mình đang trải nghiệm qua từng ngày của cuộc sống của mình. Nhưng mà đối với Yến, Yến không bao giờ cảm thấy hối tiếc hay là không bao giờ cảm thấy hối hận những cái gì đã qua. Bởi vì sao? Bởi vì nó mang cho mình một cái trải nghiệm mà phải nói là một cái bài học quý giá đến mức Yến nghĩ là để mà đánh đổi đôi khi có những người để đánh đổi được bài học đó chắc phải tốn nhiều hơn những gì Yến đã mất gấp mấy lần. Một lần Yến nói giải nghệ đó chính là Yến sẽ không bước lên sàn diễn thời trang nhiều và thường xuyên như ngày xưa, với một cương vị là một người mẫu thời trang xuất hiện liên tục với tần số cao giống như những thời trang trước nữa. Bởi vì Yến muốn lui về hậu trường đảm nhận cái vai trò là giảng dạy. Mình muốn đào tạo, và Yến cũng đào tạo khá là nhiều lớp là người mẫu đàn em, và hiện giờ cũng đang là người mẫu có tiếng trên sàn catwalk cũng như là chụp hình. Thì điều đó làm cho mình hãnh diện là đương nhiên rồi. Và điều thứ hai nó làm cho mình cảm thấy là mình được sống lại khi mà nhìn thấy những người mẫu đó diễn, ít nhất là mang cái linh hồn của mình trong đó. Thì nghĩ cái điều đó làm cảm thấy vui hơn khi là mình cứ bước đi lên sàn diễn hoài, và mình giống như là mình khi mà mình cứ diễn hoài mình cảm thấy cái điều đó ích kỷ. Ích kỷ sao mình cứ khư khư mình giữ cái điều đó cho mình chẳng truyền đạt cho ai cả. Thì khi mình về già chẳng hạn, mình không diễn được nữa, mình sẽ chẳng thấy được hình bóng của mình trong đó. Mình sẽ chẳng thấy được cái lửa nghề mà mình có được trong đó nữa. Mà lúc đó mình tiếc sẽ muộn. Yến chỉ thông báo rất rõ ràng là Yến chỉ nhận diễn đối với những người nhà thiết kế thân thuộc, và giống như ngày xưa mình làm việc anh em lâu năm, rất lâu năm đó, thì Yến sẽ nhận diễn cho họ. Chứ còn một cái show diễn bình thường thì Yến sẽ không làm. Yến sẽ không bước lên sàn catwalk nhiều ngày xưa nữa. Bởi vì mình đã dạy học rồi và mình muốn nhường cái vị trí đó cho đàn em của mình cũng như là cho những học trò của mình. Mong muốn của Yến trong nghề này chính là mình có thể mong muốn, không biết là có quá sức hay không, nhưng mình mong muốn làm những cái lớp người mẫu mà sau này họ sẽ là những lớp người mẫu mà có lửa lại giống như cái thời của Yến, hoặc là trước của thời của Yến, từ cái thời lớp của Yến trở lên á, thì cái thời đó là cái thời mà Yến cảm thấy là họ có lửa nhiều nhất. Có thể nói là cái độ cập nhật về thời trang không bằng như bây giờ, nhưng với cái lửa nghề thì chắc chắn là không, thời bây giờ không bằng một góc của ngày xưa.